Đang phát xin chào bạn. Sau đây Hải đang phát xin giới thiệu các bạn là phao N. Đây là N1, N2, N3. Đây có 3 cửa phao. Phao này quấn chỉ phủ keo AB. Keo hai thành phần. Quấn chỉ phủ keo. Phao này cũng 2 trong 1. Có ngày có đêm, ngọn cắm các bạn. Đây ngọn cắm hết. Là những thoải mái bầu ánh đêm tầm 20 mét thoải mái bầu N1 này N1 là bầu 23 đường kính là 23 bầu N2 N2 đường kính bầu là 25 gần 26 ạ. Bầu N3. Bầu N3 là bầu 28. Đường kính 28. Đấy. Phao này cô ngày các bạn thì cắm đèn led 90 giờ và. Đây led 90 giờ đây ạ. Cắm trực tiếp đây. Cắm trực tiếp led 90 giờ đây là sáng luôn. Cắm bạn nhỏ tí keo cũng được. Là thành câu đêm. Rất chói, đang chói. Hoặc là các bạn dùng đèn bẻ này cũng được. Bẻ này gọn bé ra. Có hai cách câu. Cắm à. Đấy, cũng câu được. Đèn led 90 giờ này thì nó ổn định hơn các bạn ạ. Cắm là ok, không bị chập chờn. Cái này cũng được. Giới thiệu các bạn này, có 3 bầu N1, N2. Và kích thước vừa rồi mình đã đo cho các bạn theo dõi. Vừa rồi đang fishing đã giới thiệu các bạn là phao câu lục. Đây là chân chì, quấn chỉ và phủ keo hai thành phần. Hải đang fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang fishing.